Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 144 năm 2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng. Theo đó, dự thảo đề xuất thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ quỹ dự trữ tài chính của thành phố, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của chính phủ về cho thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bộ chi ngân sách thành phố hàng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của luật ngân sách nhà nước. Theo Bộ Tài chính, cơ chế này giúp Đà Nẵng tăng tính chủ động, kịp thời bố trí vốn cho các dự án theo tiến độ. Thành phố có thêm dư địa được vay, phù hợp với bối cảnh thực hiện đẩy mạnh cơ chế cho chính quyền địa phương vay lại, tương quân chính phủ vay nước ngoài thay vì cấp phát như trước đây, vay từ quỹ dự trữ tài chính, đồng thời giúp thành phố tăng nguồn thu, đảm bảo chủ động được nguồn lực để đầu tư phát triển. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ khoảng 3 điều 5 Nghị định 144 do đã được điều chỉnh tại khoảng 1 điều 9 Nghị định số 119 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.